Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày thứ 6 liên quan đến chuỗi 7 bài tập giúp cho các bạn giảm cân, đặc biệt giúp cho những bạn mà có vấn đề đau khớp gối giảm trọng lượng cơ thể của mình đi và tăng cường săn chắc cái nhóm cơ lên. Chúng ta tiếp tục trong bài tập ngày hôm nay thì cũng giống như các buổi hôm trước, các bài tập chúng ta chủ yếu làm tăng cái nhóm cơ đùi lên và kích hoạt cái quá trình để tăng kích thích cho cái cơ bắp của bạn nó nhiều hơn. Và khi chúng ta nhiều cơ bắp hơn thì chúng ta sẽ đốt nhiều calo hàng ngày đi, và thông qua như vậy thì sẽ giúp các bạn giảm cân một cách hiệu quả hơn. Các bạn đúng cái đầu thẳng mà chúng ta bắt đầu trong buổi tập ngày hôm nay. Vẫn nhớ nhé, chúng ta sẽ sử dụng gạch và dây rất nhiều trong quá trình để hỗ trợ, vì các bạn đã bị tăng cân mà các bạn đã còn bị bước sang cái giai đoạn đau hoặc là mỏi hoặc là viêm khớp gối thì rất là nguy hiểm. Và chính vì vậy chúng ta nên tối đa các dụng cụ để hỗ trợ để đạt được hiệu quả nhanh chóng hơn. Bắt đầu. Để bước về đầu thảm với hai chân chụm sát lại, giữ lưng thẳng, tư thế núi, hít vào đứng nguyên, thở ra giữ, hơi đẩy vai về sau một chút, đẩy ngực lên, nâng cằm lên một chút, nhắm mắt lại, hít thở trầm, gồng siết bắp đùi lại. Tiếp tục nhấn cái đầu ngón chân xuống thẳng để chúng ta khóa chặt toàn bộ vùng chân này. Với tư thế đúng này sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt và săn chắc toàn bộ vùng chân của mình. Hơi đẩy ngực lên. Chú ý, mỗi lần thở ra chúng ta phải tập trung vào vùng trán của mình. Thở ra chúng ta buông lỏng toàn bộ căng thẳng trên khuôn mặt và dồn ý thức của chúng ta vào phần chân để siết chặt toàn bộ vùng cơ đùi này. Hít thở trầm. Hít thở trầm. Thả lỏng khuôn mặt. Hít sâu một hơi. Thả ra buông lỏng người. Động tác vô cùng đơn giản, nhưng nó sẽ giúp cho cái vùng cơ đùi của mình săn chắc hơn. Và khi cơ đùi của bạn khỏe hơn, đồng nghĩa việc là gối của bạn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình vận động hàng ngày và đỡ gây áp lực lên gối, cũng như giúp cho gối chúng ta phục hồi một cách tốt hơn. Đó. Tư thế tiếp theo, hai bàn chân song song, cách rộng bằng vai. Tư thế vẫn là một tư thế gọi là tư thế núi, biến thể của tư thế núi. Hít vào, hai tay vươn lên, tay ra ngang. Tiếp tục vươn lên, bàn tay áp chạm vào nhau, ngón cái móc đè lên nhau. Thở ra giữ nguyên, đẩy ngực lên, nhắm mắt lại, hít thở trầm này, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng vùng trán. Tiếp tục điều chỉnh, nâng các đầu ngón chân lên. Chú ý các đầu ngón chân, tiếp tục siết toàn bộ vùng cơ đùi này, đẩy ngực lên, hít thở trầm, hít thở trầm. Chúng ta siết chặt toàn bộ vùng cơ đùi này, toàn bộ cẳng chân, bắp đùi. Lưu ý với động tác vươn tay, các bạn đừng vươn căng quá cũng như đừng gồng hết toàn bộ vùng cổ lại. Một lỗi sai hay gặp là hầu hết mọi người vươn tay nhưng mọi người lại gồng siết các cơ ở vùng cổ. Do vậy khi chúng ta thực hiện động tác kéo giãn vai, chúng ta lại hay bị mỏi cổ là do chúng ta gồng quá mạnh. Chú ý nhé. Hít sâu một hơi. Thật ra hạ tay xuống. Rồi. Động tác này chúng ta sẽ kết hợp cả gạch và dây. Các bạn điều chỉnh tư thế như mình. Với độ rộng của sợi dây thì làm sao cho hai cánh tay của chúng ta nó song song với nhau, hai cánh tay song song. Được. Lấy một viên gạch kẹp vào giữa hai mình, khoảng cách giữa hai bàn chân của chúng ta cũng rộng bằng độ dày của viên gạch thôi. Được. Và chúng ta để viên gạch ở giữa đùi siết chặt lại, siết chặt lại, nó sẽ hỗ trợ các bạn siết cơ đùi dễ hơn, hoặc nếu các bạn cảm thấy khó khăn hơn các bạn thể trụ sát chân lại sẽ siết mạnh hơn. Hai lựa chọn nhé. Nếu muốn căng hơn chúng ta trụ sát chân này, hai cánh tay song song với nhau, đồ dòng bằng vai, các bạn thực hiện theo nhịp hô. Chú ý bắt đầu, hít vào vươn tay,
siết đùi lại thật chặt lên gạch, ném thờ nghiêng sang bên trái, đứng lên, thở ra, lặp lại, hít vào, ném thở gầm bụng nghiêng bên phải, đứng lên, thở từ bên, hít vào, ném thở gầm bụng nghiêng bên trái, đứng lên, thở ra, hít vào, ném thở nghiêng bên phải, gồng bụng, đứng lên, thở. Chúng ta thực hiện trong 6 vòng. Hít vào, ném thở nghiêng bên trái, đứng lên, thở ra, hít vào, gồng bụng nghiêng bên phải, đứng lên, thở, xích cơ đùi lại, hít vào, đẩy ngược lên, nghiêng bên trái, đứng lên, thở, hít vào, nén thở, gồng bụng nghiêng bên phải, đứng lên, thở, hai vòng nữa, hít vào, đẩy ngược lên, nghiêng bên trái, chú ý nén thở, đứng lên, thở, vẫn kẹp chặt hai chân, siết chặt cho đùi lại, hít vào, nén, nghiêng bên phải, đứng lên, thở, một vòng cuối, hít vào, đẩy ngược lên, gập bụng, nghiêng bên trái, đứng lên, thở ra, nằm lướt bên, hít vào, đẩy ngược lên, nghiêng bên phải, nâng lên, thôi, hít thở sâu. Chúng ta sẽ thấy rất là mỏi vùng tay của mình, chỉ là giơ tay thôi, chúng ta rất là căng. Và các động tác này sẽ siết toàn bộ cả cái đùi, cơ bụng và cả bắp tay của bạn cùng một tư thế nghiêng mình. Thì chúng ta kết hợp với dây và gạch trong quá trình thực hiện. Rồi các bạn ngồi xuống, chúng ta giữ thẳng hai chân về phía trước, tư thế căng duỗi phía tây, có thể vòng dây hoặc là tay nắm bắp chân cũng được. Làm bàn chân dừng lên, hít vào thẳng lưng lên, thật ra lưng dài người về trước, tay giữ bàn chân, nhắm mắt lại, hít thở tròn lại, hít thở chậm này. Mỗi lần thở ra chúng ta gập sâu hơn một chút, mỗi lần thở ra chúng ta rút dài lưng và gập sâu hơn một chút. Tuy nhiên đừng để căng quá, đừng để bạn cảm thấy đau đến mức mà mình cảm thấy bỏ cuộc. Mỗi tư thế kéo giãn chúng ta nên giữ tối thiểu trong 30 giây và lâu hơn nếu các bạn muốn kéo giãn nhiều hơn. Còn trong bài tập này thì đây là động tác giúp cho chúng ta thả lỏng các nhóm cơ để nó không bị tức cơ trong quá trình các bạn tập cái bài tập siết. Hít sâu một hơi, thở ra một dài. Chúng ta co chân này đến với tư thế gọi là tư thế châu chấu, cũng giống như buổi hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng sợi dây, siết chặt sợi dây vào cổ chân của mình, siết chặt sợi dây vào cổ chân, chú ý nhé. Rồi co chân này và ngồi xuống, nằm úp xuống, nhớ cầm theo một viên gạch. Chú ý, chúng ta siết chặt chân này, căng mũi chân, tư thế châu chấu. Thì đều chú chuẩn bị hai tay vươn dài về trước, giữ bên cạnh, chúng sát chân, bắt đầu hít vào, ném thở, nâng tay lên chân, nâng cao tay,
hạ xuống, thở ra, lặp lại, hít vào, lưng lên, hạ xuống, thở, hít vào, lưng lên, hạ xuống, hít vào, nâng lên, chúng ta giữ căng mũi chân như về trước, hạ xuống, thở, nào chú ý hít thở sâu, tiếp tục hít vào, nâng lên, hạ xuống, thở, chúng ta kiểm 6 lần nữa, tổng 12 lần, hít vào, nâng lên, hạ xuống, thở, hít vào, nâng lên cả tay cả chân, hạ xuống, thở, hít thở sâu, hít vào, nâng lên, hạ xuống, thở, và cố gắng 3 vòng nữa. Hít vào, nâng lên, hạ xuống, 2 vòng cuối. Hít vào, nâng lên, hạ xuống, lần cuối. Hít vào, nâng lên, hạ xuống, thở. Chúng ta sẽ nguyên hít thở sâu vài hơi. Các bạn sẽ cảm thấy cái nhịp tim của mình tăng lên rất là nhiều và rất tốn sức, đúng không ạ? Ở tư thế châu chấu là một tư thế mà đốt rất nhiều calo, giúp cho bạn giảm cân rất là hiệu quả. Ngoài tác dụng mà đốt năng lượng làm cho chúng ta giảm cân ấy, thì tư thế châu chấu còn giúp cho chúng ta tăng cường rất nhiều nhóm cơ bụng, cơ đùi và cơ thắt lưng. Đặc biệt cho những bạn mà bị tăng cân thì ngoài khớp gối các bạn hay bị đau thắt lưng, động tác này vô cùng hiệu quả cho các bạn như vậy. Và khi kết hợp với gạch và dây thì chúng ta sẽ tăng rất nhiều cái lợi ích lên. Và chúng ta làm nghiêng sang một bên và ngồi dậy, ngồi dậy, chân chúng ta vẫn co mà giữ nguyên nhé, vẫn siết chặt sợi dây. Các bạn quan sát tư thế tiếp theo, tư thế sẽ tác động vào phần cơ bụng của chúng ta. Cố gắng, quá trình giảm cân là quá trình yêu cầu rất nhiều năng lượng thì chúng ta mới đạt được sự thay đổi của cơ thể, nên các động tác chắc chắn sẽ mệt, nhưng mà đánh đổi lại sự mệt mỏi đấy chính là một cơ thể mà chúng ta mong muốn, một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật và thon gọn. Các bạn quan sát tư thế này, chúng ta sử dụng gạch và dây, sợi dây vẫn vòng qua cổ chân của chúng ta như tư thế châu chấu vừa rồi, với hai cánh tay bên về sau, chúng ta giữ viên gạch. Chậm. Hết thực hiện này, hít đầy một hơi, nén thở, nâng chân thẳng lên trần, thở ra với cao người lên cùng viên gạch của mình, giữ nguyên, hít vào, sau đó hạ chân và hạ tay từ từ, nằm xuống thở. Các bạn sẽ thấy sự tác dụng của động tác rất là mạnh, nên nhớ làm đúng trình tự. Trong quá trình di chuyển chúng ta thường sẽ là nén thở, khi nào chúng ta đứng im chúng ta hít vào hoặc thở ra, các bạn chú ý nhé, nếu không các bạn sẽ bị đau mỏi thắt lưng đấy, là do cơ chúng ta không siết đủ. Là chuẩn bị bắt đầu, hít vào, nén thở, nâng chân lên trước, với tay lên, thở ra, giữ nguyên, hít vào, nén thở, hạ chân, hạ tay, từ từ nằm xuống thở. Tiếp tục, hít vào, nén thở, nâng chân lên, với tay lên, thở ra, giữ nguyên, hít vào, nén thở, hạ chân, hạ tay, từ từ chậm 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 thở.
chúng ta sẽ nhìn theo ngón chân của mình, khi nào nó gần chạm sàn chúng ta hạ đầu xuống. Lần thứ ba, bắt đầu hít vào, gồng bụng, nâng chân với tay nhấc vai lên, thở giữ nguyên, hít vào, hạ chân, hạ tay thật chậm thật chậm, cố gắng lên, cố gắng lên, hạ xuống. Mới có 3 lần đúng không ạ? Chúng ta còn 3 lần nữa. Nào tiếp tục. Hít vào, nén thở, nâng chân với cao tay, thở ra. Giữ nguyên, hít vào, nén thở, hạ chân, hạ tay từ từ. Thở 2 lần. Ta vô cùng hiệu quả cho vùng cơ bụng của chúng ta. Nào tiếp tục, hít vào, gồng bụng, nén thở, nâng chân với cao tay, thở giữ nguyên, hít vào, hạ chân, hạ tay, thở ra. Wow, hít ở sau, cố gắng lần cuối nhá. Hít vào, nâng chân, thở ra, hơi cao, hơi cao, giữ nguyên, hít vào, hạ chân, hạ tay, từ từ thở. Rồi các bạn hít thở sâu vài hơi. Hai của chúng ta co lại, hai tay đang ôm lấy đầu gối. Khi là chồng, bài hôm nay có thể là sẽ hơi mệt hơn so với các bài lần trước. Các bạn yên tâm, sự mệt nó đổi được cái là chúng ta tăng được hiệu quả lên rất là nhiều lần. Bây giờ chúng ta tháo lỏng sợi dây ra và chuyển nó về phía đùi của mình. Tháo lỏng ra để làm sao độ rộng của hai cái bắp đùi của mình ấy, nó song song với nhau. Ok, có chân gần của mông, hai tay chúng ta vẫn vươn về sau, khoảng cách hai đùi chúng ta song song với nhau, chú ý. Đó, thì cái cầu bắt đầu hít vào, nén thở, đẩy căng men, chúng ta đẩy căng sợi dây ra bên ngoài, siết toàn bộ cơ đùi lại, hạ xuống, thở, tiếp tục hít vào, nén thở đẩy lên, đẩy cao, đẩy cao, căng sợi dây ra, hạ xuống, thở, hít vào, nén thở đẩy lên, đẩy lối ra ngoài, căng dây, căng dây, hạ xuống, thở. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Ta thực hiện trong 9 lần nhé. Hít vào, nén thở đẩy lên, đẩy cao, đẩy cao, căng dây, hạ xuống, thở. 4 lần nữa. Hít vào, nén thở, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, hạ xuống, thở ra. Hít vào, nén thở, đẩy lên, căng dây, hạ xuống, thở. Tiếp tục, hít vào, nén thở, đẩy lên, đẩy cao, đẩy cao, hạ xuống, thở lần cuối. Hít vào, nén thở đẩy lên, hạ xuống thôi. Các bạn buông sợi dây, giữ thẳng chân, chúng ta hít thở sâu vài hơi để thả lỏng toàn bộ vùng cơ của mình. Trong bài tập ngày hôm nay, một số tư thế rất là căng. Tuy nhiên thì các bạn tự lựa chọn cho mình cái số lần
các bài tập này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần chứ không phải chúng ta thực hiện một lần nhé. Hôm nay thì các bạn có thể thực hiện là 9 lần, nhưng mà quá trình tập để săn cơ thì nó là sự tăng lên theo thời gian. Bạn tăng về thời gian giữ hoặc tăng về số lần thực hiện. Bạn có thể thực hiện 9 lần hoặc 12 lần. Chúng ta đặt cho mình những cái mốc, ví dụ cứ vòng lặp hết 7 lần, 7 bài tập trong một tuần như vậy thì sang tuần tiếp theo thì bạn tăng lên cái thời gian thực hiện liên tục thì cơ thể chúng ta mới săn chắc. Và dĩ nhiên thì với cái giáo án của Kim Ba xây dựng thì có thể đã tương đối nặng với một số bạn, đặc biệt những bạn làm văn phòng, nhưng không sao cả, bạn vẫn thực hiện theo cái sức của mình, các bạn vẫn nằm nguyên thư giãn. Và còn một ít phút trong cái video thì mình muốn chia sẻ thêm một vài yếu tố về chế độ dinh dưỡng mà các bạn cần quan tâm trong quá trình giảm cân và giải quyết vấn đề liên quan khớp gối của chúng ta. Đó là cái phần về mỡ đấy, mỡ hoặc là dầu. Cái dầu ăn bây giờ thì nó rất nhiều loại, nhưng các bạn để ý nếu để có sức khỏe mình nó tốt hơn và để tránh bị béo phì thì bạn nên chọn những cái loại dầu liên quan dầu thực vật hoặc là dầu nó không chuyển hóa, dầu hòa tan hoặc không hòa tan ấy. Rất nhiều loại dầu mỡ khác nhau, thì cái loại dầu mà trong các cái động vật hoặc các cái món ăn nhậu mà chúng ta thường ăn ngoài hè phố ấy thì nó thường có cái vị rất là ngậy, thì nó rất là nhiều calo. Thứ nhất là nhiều calo làm cho các bạn béo này, thứ hai cái vị ngậy có thể là rất là hấp dẫn, và thứ ba là cái tác dụng của cái việc đấy nó làm cho rất nhiều bạn bị mỡ máu, bị huyết áp, bị ảnh hưởng là do chúng ta ăn quá nhiều các loại dầu không chuyển hóa làm ảnh hưởng cơ thể chúng ta. Thì cái dầu để làm thế nào gọi là dầu tốt mà nên ăn thì các loại dầu nào mà ở nhiệt độ thường ấy nó không đông lại thì nó sẽ tốt hơn những cái dầu mà cùng nhiệt độ mà đông lại là sao, bạn lấy cái chai dầu ăn của bạn ấy, nếu mà nó để ra nhiệt độ bình thường hoặc là cái mỡ mà chúng ta nấu như là mì tôm chẳng hạn, trong gói mì tôm ấy bạn chỉ để lạnh đi chút thôi, nó mát mát thì nó nổi váng lên, thì các cái dầu mỡ trong cái gói mì tôm ấy là các loại dầu rất là kém chất lượng, ăn vào có thể nó làm cho bạn bị cái mùi mì tôm rất là thơm nhưng nó làm cho sức khỏe chúng ta rất là trầm trọng, đặc biệt liên quan đến tim mạch, ảnh hưởng tim mạch rất là nhiều, nên các bạn nên ưu tiên những cái loại dầu thực vật, có thể là trong các hạt dầu mắc ca, rất nhiều các loại hạt mà ép ra dầu ấy, thì nó sẽ hiệu quả. Tất nhiên thì nó sẽ chi phí nó đắt hơn một chút nhưng mà nó tốt cho sức khỏe và giúp cho các bạn có cái quá trình giảm cân hiệu quả hơn, lành mạnh hơn, và các bạn tiếp tục làm thư giãn. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong video cuối cùng là video ngày thứ 7, và hy vọng trong 6 ngày vừa qua các bạn đã gặt hái được thành công của mình. Và đừng quên có thể chia sẻ điều gì đó trong quá trình tập luyện cũng như là cái khó khăn hoặc là cái điều gì mà bạn muốn trao đổi, có thể comment trực tiếp trong video bên dưới video, và đừng quên là follow kênh YouTube của mình để mỗi khi mình có một bài tập mới thì các bạn lại được nhận được đầu tiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày thứ 7.